Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam của bạn bè năm châu quốc tế. Hôm nay em sẽ review, tháo và kiểm tra dòng loa H Acoustic nha. Đây là logo của H Acoustic. Acoustic System H Acoustic. Đây là dòng loa full RAM. Sử dụng là một bass 25 và một tép gọi là 450. Đấy. Hôm trước em có nhỡ mồm báo nhầm với các bác là con này côn 51, nhưng mà hôm nay mở ra kiểm tra vệ sinh thì xin đính chính lại với toàn thể các bác là côn 44 chứ không phải là côn 51. Thì do cái sự sai sót, gọi là cái sự nhầm lẫn không ai mong muốn nhưng lại vô tình đáng có như này, thì cũng gọi là xin có phần cáo lỗi với toàn thể các bác. Và hôm nay thì em sẽ review chi tiết với cái dòng loa này. Em về được rất nhiều cặp, tổng cộng là 12 cặp. Nhưng hiện tại là tháo trước hai cặp ra vệ sinh dần dần đã. Các bác biết rồi, mùa này là mùa gặt ở quê. Đây các bác nhìn này, sân đình là anh em rất nhiều thóc và lúa. Đấy, rất nhiều thóc và lúa ngoài ruộng. Lúa người dân đang ra gặt, em mang về phơi. Thì đầu tiên em giới thiệu các bác được cái bộ phân tần của cái con PS10 này. Đấy, các bác xem nhé. Tất cả linh kiện toàn là linh kiện cao cấp hết này. Dây đầu dây đều có vuốt thiếc này, nhìn trông nó rất là xịn này. Đấy, và sản xuất theo tiêu chuẩn của Nexo. Cổ bát, cổ tép thì của hãng CMK Acoustic. CMK Acoustic.COUK, tức là công nghệ của Anh Quốc. Đấy, nhưng mà rõ ràng nhìn cái ốp tép này là biết là của BC rồi. Cái cổ bát thì, cổ bát này là em được biết là con này bát là của RCF. Đấy. Thì đầu tiên là cái phần tần các bác nhá. Đầu bộ của H Acoustic. Vậy anh em vui tính là xóa chữ H Acoustic này, xong là dán cái tem Nexo vào. Đấy, bộ đèn là PS10. Cộng 1 trừ 1 súp, cộng 2 trừ 2 là PS10. Đấy. Mạch này thì nó có một con trở 8 ohm 50W. Có hai tụ điện, hai cầu chì, hai cuộn cảm. Không có ấy. Không có trở nhiệt. Đấy. Tất cả linh kiện đều nguyên zin hết nhá. Các bác nhìn cái mạch này, công nghệ làm rất là giống các cái mạch cao cấp của châu Âu, châu Mỹ này. Đấy. Mạch phụ một lớp mà nhìn trông nó rất là xịn này, cuộn cả bát rất là to. Tất cả đồng bộ linh kiện zin hết nhé. Chưa có bất cứ nào thay thế linh kiện. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái củ tép. Em lật ngược lại cái. Đấy. Đây là củ kèn nhé. Riêng cái họng kèn này mua trên thị trường là không có rồi. Em cam kết luôn. Họng kèn và kèn bát ốc nhé. Đúc đặc này là không có đâu. Rất là ít chỗ bán. Và cụ bát đây, bát thì em review nhé. Đầu tiên là phần tần, sau là tép. Tép thì đây, các bác xem luôn. Con này là côn dây dẹt, không thấy nhiều. Đấy. Em đặt hết lại luôn cho các bác xem này. Tất cả là đều côn dây dẹt. Đấy, nên là cái tiếng tép của nó đánh rất là hay, cực kỳ sắc nét và chi tiết. Đây, các bác xem nha. Côn của cái loa này là côn dây dẹt của cái điện thoại. Bắn nét nó siêu kém, các bác thông cảm. Đấy, nhìn này nó biết là con dây dẹt này. Đấy, đây nữa, dây tròn nhìn nó khác, thấy chưa, con dây dẹt nha. Còn bác nào bảo con này con dây đồng đến nhà em này, em chứng minh cho các bác xem đấy nha. Tất cả của con tép là con dây dẹt. Và tiếp theo là của nó bát, các bác nhìn cái rốn này, keo chỉ tròn xoe. Đấy, keo này các bác nào mà gọi là mới vào nghề là bảo loa làm lại, có khối mà làm lại. Loa của nó là zin đấy, loa làm lại em bán giá rẻ hơn nhiều. Bán hoa vốn thôi, không cần lãi. Đấy nha, tất cả của bác đây. Em lại tiếp tục quay lật ngửa lên cho bác xem. Đây. Keo cổ côn chưa? Đây mới gọi là đúng bát zin này. Thấy chưa? Keo cổ côn nó như này. Nó gắn keo nhìn trông nó có vẻ nhem nhuốc này, nhưng mà đây là người ta gắn thủ công. Đấy. Đây. Có con thì cổ nó lại màu đen, có con thì cổ màu trắng. Đấy, lại thế mới kinh như này. Kiểu đời trước đời sau ấy. Nhưng mà cam kết nha bác là zin. Đấy. Làm lại thì em không có bán giá cao đâu. Thấy chưa? Có con thì làm cổ cao, có con làm cổ ngắn, cho thợ người ta đặt. Dòng này là làm bát theo kiểu là gần như làm thủ công ấy. Đây. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Kiểu nô đúng đời trước đời sau hay sao? Có con cổ đen, có con cổ trắng. Đấy.
Ok nhá, thì bây giờ em sẽ tắt cái máy hơi đi và nghe điện thoại. Sau đó này em quay cho các bác xem cái thùng. Đây thì các bác xem này, đây là cái thùng nhá. Tất cả về thì nó có bị xước sẹo này. Xước này em sẽ sơn lại và bả. Trước khi sơn thì phải là trà qua này, xong bả này, các cái vết này. Bởi vì những cái mẫu này nó rất là quan trọng với cái thẩm mỹ. Như bên em làm thì em sẽ nói sẵn luôn, chứ không phải kiểu là làm xong rồi mới báo cáo các bác nào nô này đẹp nguyên gì thế này thế kia, không phải đâu. Em về em sẽ tháo trước vệ sinh. Đấy. Nhiều con về nó còn bị mất ốc này, thấy chưa? Mất cả ốc này. Đấy. Thì đây là cái mặt trước nhá. Dòng này thì có mấy đời, có đời bông tiêu âm, có đời không có bông tiêu âm. À không phải, có đời thì bông đỏ, có đời thì bông ấy, bông nỉ. Đây em sẽ quay cho các bác xem. Có đời thì bông đỏ, có đời thì bông mút này. Mút cục này. Đấy. Các bác nhá. Thì đầu tiên em review với các bác là cái đời nỉ, bông tiêu âm bằng nỉ. Đấy, tất cả này đều có nam châm nó hút này. Có cái tháo rồi, có cái chưa kịp tháo. Đây. Đây nữa. Tất cả thùng đây là gỗ dán chống nước, không sợ nước mưa. Nên là các bác mà chơi gia đình thì yên tâm tuyệt đối, mà còn dùng ngoài trời thì không phải lo nghĩ cái gì cả. Kể cả mưa không sao cả, chỉ hỏng loa thôi, chứ không hỏng thùng được. Ok chưa? Cái nam châm được, các cái này phải tháo hết ra. Đến khi mà sơn cái thùng loa này ấy thì đến khi mà sơn cái thùng loa này thì phải lấy cái bìa hay lấy cái gì đó lót ở trong này, nó không bám màu ở trong đây. Đấy, nam châm nó hút này, như đá vô cực. Đấy, khiếp không? Hút như những viên đá vô cực, rất là ghê. Thì các bác nào quan tâm đến mẫu loa này thì lại trực tiếp với em nhé. Dòng này thì em bán là 7,2 triệu bao ship, bao ship gửi xe hoặc gửi bưu điện, giá rất rẻ rồi. Đây nhiều con nó còn bị ám màu này, ám kiểu như là sơn tường người ta bán vào nó dính ở đây này. Đấy, dưới thì có lỗ cọc này, đây cái chi tiết của nó đây, nguyên khối bằng kim loại luôn, một tấm sắt người ta bán vào đây. Trên nóc này cũng có một cái tấm sắt người ta bán vào đây để bán cái rãnh treo như này này. Thiết kế theo form thùng của Nexto PS10R1. Trình độ của em biết đến đâu thì em kể đến đấy, các bác thông cảm. Nhiều cái em chưa biết rõ, nhiều cái các bác biết hơn em. Và nhiều cái thì em cũng phải học hỏi của các bác rất nhiều, nên các bác hết sức thông cảm. Rồi, review đến đây thôi nhá các bác nhé. Hẹn các bác trong clip test lần sau. Dòng này thì siêu nở, tiếng nở quát rất là hoành tráng luôn. Tiếng bass nó không có mấy nhưng tiếng nở của nó thì tràn trề, tiếng rất là hay, cực kỳ chi tiết, sắc nét. Mọi ý kiến đóng góp cũng như thông tin mua sắm các sản phẩm trang thiết bị âm thanh, các bác có thể liên hệ qua những số điện thoại em ghi ở dưới phần mô tả, hoặc các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0869 809 122 gặp Văn Độc. Em xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong clip review những siêu phẩm lần sau. Hôm nay review mẫu loa này rất là ưng ý, nhưng có cái sự cáo lỗi là con này nó côn 44 chứ không phải là côn 51. Cái này thì thành thật là xin cáo lỗi với toàn thể các bác nhé. Kính mong là các bác hết sức thông cảm và hẹn các bác trong những clip review những dòng loa karaoke gia đình cao cấp hoặc những dòng loa sự kiện ở ngoài trời. Đấy. Mong các bác săn đón và tìm mua. Xin kính chào toàn thể các bác.